Ok, cô lên em. Hôm nay thì giờ thử con game mới. Con này thì cũng nổi trên Steam lắm nhưng mà Việt Nam mình giờ thấy ai chơi luôn. Con này nó tên là Gaia Chess. Đây, giới thiệu nó trước khi vô game đó. Đó là con này. Một con game mà tôi thấy nó người ta review quá rồi chứ vừa kết hợp giữa cái quản lý tài nguyên với là thủ thành. Thì không biết nó là kết hợp hai cái này sao, có dạng thẻ bài nữa chứ, là dạng sinh tồn nữa, gần như là nó có tất cả các thể loại mà hot hot nó dán hết vô game luôn. Đây chơi lên game thì chúng ta đáp phi thuyền lên cái hành tinh rồi đó, thì sử dụng mấy cái thẻ bài lắp mấy con thú vô đây cho nó phòng thủ, có thể gấp đồ gì đó, thì chắc xây dựng dựa trên cái tài nguyên này thôi. Rồi, ok, vô game lớn. Tôi sẽ giảm tiếng nhỏ lại. Để biết giảm tiếng nữa. Auto save, cửa sổ, John. John này tôi mới vừa chỉnh lại đó. Cho nó thuận tay tí. Galaxy để chữ T đi ha. Cái này tăng tốc thì để chữ Q. Bắt đầu công việc chữ E, hủy công việc chữ F. Rồi, ok. Let's check mod. Không có chọn được mấy mod khác. Đây là đầu tiên là mình phải lập một cái trạm phòng thủ cho mấy quái của mình, nhấn vào đây để bắt đầu tốc độ khám phá khu vực, click vào này khám phá. À nó nguyên chiếc thuyền mình luôn nè, gấp cái farmland bấm vô đây. Đây mình có cái dùng đất farmland là chắc dùng đất trồng cây, nó cần hai đá, hai đất và một nước. Hai đá hai đất, đá bên đây có 30% có nè, và mình phải cần ba cái năng lượng này. Đây mình mới có hai cái năng lượng rồi, chờ tí nữa chắc đầy cái này nó ra năng lượng. À đừng con đó nè, đó đủ ba năng lượng rồi. Đi đây, khi mà mình khám phá cái năng lượng cho hành tinh đó thì nên là xây mấy cái phòng thủ này cho mấy con quái nó vô tấn công. Bây giờ gấp gấp làm lành đã. Game này có phím tắt thì chúng ta là bắn nó ra được ba cục thịt nè. Này là gì, là cái gà quái của mình nó đi ra cho mỗi 2 giờ sẽ phải mà phòng thủ một con quái lớn. Gấp gấp gì lâu vậy, được một cái xét này là để mình đi khám phá mấy cái hành tinh bên đây. Đây, chúng ta được cái farmland này. Để bắt đầu trồng cây. Để tiêu một cách double lít hoặc là kéo thả nó. Chưa có đủ nào hết. Ba nước, nó cần một cái chanh và ba nước. Nước là chắc đi hành tinh này. Bốn nước, ok. Rồi gấp. À nó đang dậy nè. Lâu lắm, 1 phút mấy rồi. Thì tôi lên cái tốc độ X3 luôn rồi đó. Rồi đang nấu ông ơi. Thì 30 giây mà tốc độ X3 thì nó vẫn phải mất 10 giây thôi. Nên tranh thủ chờ thêm tí. Ok chưa? Đang gấp được một trái chanh. Gấp được con này không? Hết nước rồi. Ba nước. Gấp được trái chuối nữa. Đưa chanh lên. Bây giờ thì gấp một cái campfire. Campfire như cái lửa trại vậy thôi. Cần hai đá hai gỗ. Gừng này thì chắc có gỗ phải không? Khi mà mình khám phá cái hành tinh thì có thể phát hiện được cái mà bản vẽ này. Kéo giờ tả nó vô cái Gaia Core để unlock mấy cái công trình xây dựng mới. Gaia Core là cái này. Cứ thả vô đây. Tốn 30 giây không á? Này là gì? Cầm phai sản phẩm nó tạo ra lửa, hai đá hai gỗ. Mình đi vô đây lấy gỗ ra. Hết năng lượng rồi.
Đây, hay đá hay gỗ đủ nè, mình gấp cái cam phai. Không thiếu đá, đá là đi bên này trái chuối, chúng ta thêm trái chanh nữa được không? Quái bọng gì đâu ra đây đi. Mình phát hiện ra được cái element fire nữa, có mắt ma gì đó. Mắt ma là lửa à, chắc đi bên đây quá. 4 4 năng lượng mới đi được đó. Rồi ok. Đá, lấy đá trước. Thì mình khám phá được cái trại quái vật nè. Đây những con quái của nó. Nhìn ngầu quá chứ. Đồ họa đẹp chứ. Rồi làm gì nữa? À nó kêu xây cái campfire quên. Ủa đá đâu? 30% đá luôn mà. 500 đá. Đi cứu nãy không có miếng đá nào chứ nè. Có cục vàng nè. Mà vẫn không có đá là sao ta? 30% thôi. Ừ gấp cho mấy con nha. Hết nước rồi. Chuối hay cam? Cam đi. Chúng ta được 3 trái chuối nè. Vỏ chuối đây để làm cái gì? Mấy này tôm tép thôi. Cái gì ở đây nữa? Rồi gặp thêm cái bọn quái vật bằng máy móng nữa. Máy thì chắc dùng nguyên tố á. Còn mấy con quái thường thì lại dùng mấy cái này đam vật lý. Rồi có đá nè, gấp được cái campfire rồi. Còn gì đây? Nhìn dễ thương quá vậy. Thôi mấy con này tôm tép. Hết nước rồi hả? Cái này để gì đấy? Có quặng vàng luôn rồi. Đi bên đây lấy được cái đá lửa nha đó. Có campfire nè. À bỏ gỗ vô đốt tạo ra lửa. Lửa làm gì không biết. Nữa là chắc cũng nguyên liệu như cái này. Đến đây đây. Cần cái nước. Lấy bên đây lấy cái nước lửa nè. Có nước lửa rồi chúng ta xây cái nguyên tố này. Nó cần một băng với một permafrost gì đó. Băng ở đây. Nước này permafrost nó là cái gì ta? Đây đây đây. Vậy tí nữa đủ 4 đi cái bên đây. Nhưng mà phải cần thêm miếng nước để gấp quái nữa. 5 nước rồi. Ok, chanh. Một nước rồi đây. Đất nhiều quá để làm được gì không ta? Còn nữa. Chip. Một con chip, một thế giới, một bản mạch, một vũ trụ. Dạ trời. Lửa thêm lửa nữa, có thời gian rảnh đưa tàu lửa đặt cái danh lấy chuối. Mấy quái dưới sao khó thôi à, nó có cái hạt giống vậy. Mấy cái hạt giống gì sau này chắc mới khó quá. Giờ đi đủ 4 rồi nè, đi đây lấy này phim ma phó đêm ton gì đây, gấp một cái mà lò này ba đá một lửa. Mình thiếu đá. Đá thì ở đây đá nhiều. Đồi núi nó có đá nhiều. À đá ở đây nhiều hơn nè. Rồi ok. Tìm được cái làng thổ dân. Có goblin, mấy con chim. Con này nhân mã hả? Nữ nhân mã nữa. Hết thánh nước rồi. Chuối rồi đây. Cái quay đầu thì khá là ổn. Thêm lửa nè. Gỗ mình còn nhiều lắm. Mình cứ phàm lửa thôi máy đi. Đi cái trứng còn gì nè. Có cái lò rèn để làm gì? À để luyện ra cái miếng quặng. Đến đây luôn.
chả biết là cái gì. Được hai cái quơ mà nó nhiều chanh quá vậy. Thêm đá nữa. Rồi rồi rồi, quá ra nhiều quá rồi. Thiệt luôn. Cái này nó không có quy trình tự động thôi. Đây mình có quặng vàng nữa này. Mình quên đó, mục tiêu của mình. Cái con pet. Ba đá một lỗ. Ra được mấy miếng quặng rồi. Càng miếng quặng vàng rồi luôn. Đây, cái này là cái gì? À, nó sẽ ép cái cục, cái thỏi sắt của mình ra cái miếng sắt. Rồi ép luôn đi. Bây giờ mình tạo cái này cho mình là một cái mắt ma. Mình còn thiếu cái băng. Cái băng đi đây 10% à. Đây nhiều hơn nè. Thêm mới được, thêm chuối mới được. Nước rồi. Cái chỗ nào nước nhiều hơn không? Đây được cái này nè. Để coi cái đó là cái gì. Bắt đầu quái nó trâu hơn quá rồi. Ủa mấy con của mình có máu nữa nè. À ra nè. À cái này để đấu quái. Con này 14 máu. Con này 16 máu. Con này tạo bằng 3 đất à, nhẹ hiệu quả. Để đây đi. Bây giờ gấp một cái là bộ vi xử lý gì. À đây nè. Cần là 4 miếng sắt, 2 cái thỏi sắt. Rồi vậy là cái lò rèn phải làm việc liên tục luôn. Sắt nó là quặng, quặng thì chắc đi chỗ này nhiều. Đây, mình có một cục bạc nè. Một cục bạc, 5 cục sắt này cán ra. Cán ra mấy thỏi nữa. Nó không tự dậy được ta. Ủa? À, cái này là máy ép, quên. Cái này là máy kia, này tàu lửa. Đây, một miếng sắt nè. Cái element này chắc phải tạo nhiều vô. Mấy con quái dưới này sao có ta? Vẫn ba nước với mấy cái hạt giống vậy. Này đủ chưa? Còn hai miếng nữa. Gì đếm gì ghê vậy? Bót gà. Kìa kìa bót thiệt á. Lên. Này máu cao để nó trước đi. Rồi, nó mũi lên đây mà. Được cái hòm. Cái ăn bốc sinh cái nhẫn gây sức yếu. Yêu cầu là phải có cái con Chimera gì nè. Nghe này rồi. Là cái quái gì? Để tí nhận được không? Để đi. Mình phải lấy thêm quặng mới được. Vàng đồng bạc thì nhóc lên. Đá để làm gì? Cát cả đá à? Cái nhà này chắc thêm cái lò rèn đó. Đi cái bản vẽ mới nè. Gì mà đủ cái gì vậy? Cái nhà này là cái nhà element là mình có rồi đây. Còn cái element nguyên tố nữa. Để tí tính. Giờ tập trung vào cái này đã. Cái nhà này cần một miếng sắt nữa đủ rồi. Ép thêm miếng nữa luôn. Tại vì hai cái này nó ra được hai miếng rồi. Quên gấp thú nữa chứ.
Này tài nguyên nó để hỗn loạn đó chứ. Rồi đủ chưa? Đủ rồi. Mình đang đấm mấy con vuông này thôi. Cái này cái map nó cũng khá là nhỏ. Chỉ có nhiêu đây à. Mấy con quái nó còn đi cửa chính luôn à. Được cái nhà này nè. Từ gỗ nó ra được cái miếng gỗ. Ra cuộn dây. Chép nhắn chứ. Trời bấm tay chết luôn á. Một đống thứ phải lo luôn á. Quá à, hết nước cái gì rồi. Có bắp cải nữa nè. Bây giờ tiếp theo là nó bắt mình xây cái trạm y tế. Là hai cái miếng gỗ nữa. À đây. Miếng gỗ này nhanh. Đây. Đây luôn. Farm vài miếng gỗ đi. Này farm đồng. Đi lấy tài nguyên nữa. Hết luôn. Ga thức tỉnh thì đã học được cái kỹ năng mới là đó, chế độ làm việc tự động. Gấp để bùi một cái ga coi thì ga sẽ tình cho cái bùi đó làm việc, nếu mà bạn muốn dừng nó thì di chuyển nó qua cái khác. Làm sao ta? Kìa, có cái đường vàng kìa. Ghi làm đít khen là sao? Chạm y tế hả? Cho này vô đây phải không? Rồi nó mất tiêu luôn rồi. Đặt này lên. Ủa sao hai con này lên núi vậy nè? À nhưng phải có năng lượng đó. Mình không có năng lượng nó không chạy á. Ok. Còn nào mất máu nào, này cũng mất một chút nữa nè. Rồi. Cái nhà này tự động được không? Không. Cái nhà này tự động. Không được luôn. Sao mỗi cái nhà này là tự động được? Mà hai cái nhà này không được. Người làm là mất luôn rồi. Bó tay. Bây giờ để coi xây cái gì tiếp nào. Cái này anh em mình view mới rồi. Anh em mình phát câu ghi. Một cái thỏi bạc, một cái thỏi vàng. Và gỗ. Gỗ mình hết đó ta. Một cái thỏi bạc, một cái thỏi vàng và gỗ. Thỏi bạc. Thỏi bạc đây. À, mỗi lần được có lót à. Để gần mới được. Hiểu rồi. Không biết là cái gì nhưng cứ gấp đi. Rồi đi heo mà lấy thêm quặng ha. Bây giờ quặng mình nó tự động rồi. Ủa? Miếng gỗ mình có mười mấy lần nè. Cái này hình như là mình phân giải mấy con thú của mình ra vậy á.
Thử coi. Ủa năng lượng của mình đi đâu hết rồi? Đây nè, có cái này nè. Cũng không được nữa. Là phải có lava mới ra được cái này. Là phải có mấy con ban đầu. Cái này chưa xài rồi. Tiếp. Đây là mình được chắc. Một cái thỏi vàng, một cái ngọn lửa, hết lửa luôn hả? Cái thỏi vàng. Con này đáng lẽ nó nên làm cái chuột phải là giữ để xây á, trong khi di chuyển bấm chuột phải trái để xây cái gì dưới đi. Gáp một cái tem, cái steam xử lý cái quái vật hay sao. Này nó tốn nhiều lửa quá. Nhưng kệ đi. Phải lấy thêm gỗ. Chín gỗ bảy lửa. Đây cái bộ thi men nha. Cái ba bo đầu tiên là lấy đâu? Đủ cái thỏi vàng của mình rồi, mình cán bẹp nó ra luôn rồi. À, còn con nữa. Tiếp con nữa. Đây 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 con gỗ đây. Con gỗ này thì con gỗ này mình sẽ phân giải nó ra thành gỗ đi được mấy con mới nữa. Rồi quái của mình nó chết hết này. Còn thiếu gỗ, hết gỗ nè. Có không, gấp cái này chứ. Rồi gấp thử cái nè. Bắt đầu quái nó càng vô rồi mình yếu thế đó. Được cái bản vẽ mới. Không biết nó là cái gì thôi. Quái giờ đặt ra là chết luôn. Con này vô diện chữa đây. Chắc phải đem một cái mà pha lan gì đó. Mấy phun đài này vô chứ chị. Chữa cũng nhanh chứ. Bổ sung đội hình nhanh nhanh. Mấy này máu cao hết á, ba mấy mà. Thôi thôi đốt nhiều quá hết gỗ luôn. Đóng máy tính này. Bây giờ mình là tên hào là cái gì? Này như mình chưa có gấp thử đây. Hết rồi. Hết mấy cái hạt giống vậy. À tôi nào là ghép được mấy con nãy mình lấy con mình thiếu nè. Robot sắp ra rồi. Máu dữ vậy ta. Boss gặp, boss 400 máu rồi. Đánh nổi không đó. Đây con rồi, con rồi. Hết nước cái gì vậy? Hết nước. À, thua gì nhanh cái vậy?
sẽ như thế này rồi mà vẫn thua quá nhanh luôn. Này là sao? Cái giá trị 3 hả? Đây là những cái bản vẽ mình đã mở phá được. Siêu máy tính. Máy ấp trứng. Này là máy lai trứng, còn cái này mới là máy ấp trứng. Đây là mình mở khóa được mấy cái bản vẽ sau khi mình thua cuộc. Đây là bản kỹ năng. Cây kỹ năng. Đây là nãy mình mở được cái này nè. Cái co ga của mình thì sẽ tạo được một cái cạc. Chí mỗi 20 phút lấy cái điểm đi. Khi mình khám phá một cái hành tinh nào đó giống như một cái mà gì hệ sinh thái giống nhau đó, thì sẽ bớt được một cái điểm năng lượng cũng được. Mở cái nội tại coi rồi gì đó cũng ok, thấy một điểm 80 lấy luôn. Vendor có một lớp siêu lấy luôn. Tiêu thụ năng lượng gì đó lấy luôn. Mình còn 59 điểm à. New game á. À new game thì làm lại từ đầu thôi. Vậy là cái cây kỹ năng nó cho mình mạnh hơn. Có được cái gì mới nè. Đi chỗ này. Ủa năng lượng mình đâu? Bấm vô đó nó mới gà nữa nha. Đầu tiên là tạo cái farmland, hai đá, hai đất, một nước. Cái đa dạng này như cái lá bài kỹ năng vậy. Rồi ok, tua nhanh đi. Mình chưa xong cái này nữa. Thiếu một đá nữa nhé. Ờ đá lấy bên đây quên. Cho mình miếng thịt này. Nhanh lên. Rồi ok. Game này chắc phải chơi lâu dài nó quen hết, bấm nó mới nhanh tay. Thiếu nước. Bây giờ mình khám phá cái này tốn có một là tranh thủ đi. Chuối. Chuối máu nó nhiều. Trụ được 2 tiếng thắng được con boss nó coi như win. Mình chưa có lửa nữa. Campfire này hai đá hay gỗ. Nhưng mà lấy nước trước đã. Điểm còn thiếu hai đá. Đá bên này nhiều lắm rồi sao không có là. Tranh thủ lấy gỗ nhiều nhiều đó. Mình do cây nó ăn chuối. Cái gạo này là để dễ gì? À đồ ăn cho con chim mega. Rồi phát hiện cái bầy quái rồi. Cái máu mình là 100 máu đây, 50 máu đây. Bây giờ qua đây lấy đá. Ok, được cái bản vẽ mới luôn. Chưa đủ nữa. Thiếu một đá nữa. Này là quặng này. Rồi ok. Làm lẽ cái cam vai. Nhà này chưa cần, để ra đây. Cam vai đốt lửa chín gỗ rồi đốt đi.
bây giờ được cái lò rèn nè. Cho nó sản xuất cái này tự động đi. Được nhiều quá nè. Máy ấp trứng. Mảnh kính vỡ rồi đó. Thiếu cái nguyên tử gì đó. Siêu máy tính. Cái gì đây? Fuel dành cho bốn cái này. Tốc độ tấn công của quái mình sẽ tăng lên 35% khi có hai quái chung loại trên cái khu đó. Hunter cần mặt 3 mảnh để tiêu thụ. Giết gì mà dài dữ vậy? Với giật một sao thì có thể mang được một cái, còn ba sao thì mang được nhiều hơn. Ủa gắn vô tháo ra được không? Chết là chưa ngủ vậy. Chuyển qua đây lấy thêm gỗ. Nào đi xin. Đó có khiêu chuối nè. Thì 1 phút trong chiến trường ấy thì tăng thêm được 1 điểm năng lượng, tối đa 5 điểm. Cái này chưa có cái nào hết, chắc lấy cái đầu. Khiêu chuối à? Khiêu chuối chắc này. Không. Bắt mình dùng cái này cho gì? À, có thể bắt được mấy con quái vật của nó để sử dụng cho mình. Quái đâu? Ba con giống nhau ghép lại thì nó ra được một con nữa nè. Bây giờ coi có quái nào mình chọc nó. Con này xấu vậy. Chết luôn rồi. Một áo à ông nội ơi. Xây cái nhà cứu thương cho nó. Cái chạm y tá này thiếu hai miếng ép gỗ. Miếng ép gỗ mới sử dụng cái này ra cái miếng thép. Rồi cán cái thỏi thép ra miếng thép. Ok. Này chở biết cái quái được không? Mình có mấy con giống nhau rồi nó ra. Giờ có nước rồi. Mình sẽ luyện con này lên 3 sao luôn. Cho cái thực vật thì có cái khiêu này. Kết nối 4 cái gì đó lại. 70% lên quái to. Đó, chuối lần này sao rồi đó. Một đống vỏ chuối luôn rồi. À, nãy bắt mấy con này ngon đó. Cái lưới thôi. Bạn bây giờ mình làm gì nữa ta? Game này gói quá. Để chậm chậm thôi, suy nghĩ à. Thêm nước, đúng rồi, thêm nước. Chín nước rồi, rồi ok. Chín nước.
Bây giờ mình cần xây cái này. Còn một miếng gián ép nữa. Miếng sắt ép nữa. Là cái này nó tự làm ra cho mình luôn. Một đống vỏ chuối nữa. Đá này mình còn khá nhiều. Giờ chuyển qua đây đào đá. Gỗ cần hết, mình qua đây lấy gỗ. 20 gỗ, ok. Rồi đủ nè. Chuối, chuối lên luôn. Bây giờ chuyển qua cam đi. Hết nước rồi. 3 cam mình được 2 con 2 sao cũng ok. Chuyển qua cam. Cái lò này thì tạm thời. Gì đây? Còn lửa trước mặt người tăng 40% tốc độ rồi đó. 80% đam lên quái thù cũng được. Chuối về cam đây. Cái ăn cam là nó chưa. Cái lò này tạm thời hủy đi. Qua gàn miếng vàng á. Đây đây đây, mình lên được mấy con mới nữa vậy đó. Đây trồng được, bắt đầu làm được con này nè. Nhưng mà nên để ba con làm luôn. Tóc lên. Cái này dạng cái mùng cưa. Được hai tối vàng này. Được chế chanh nữa nè. Nhẫn này do anh chế chanh đi. Nếu được là sao. Rồi con này nó đeo một cái rồi. Cái hộp tự sát. Bất kỳ khi nào một đồng minh chết thì nó sẽ tăng tốc độ đánh 100% lên 2 giây. 30% lên mà mấy con quái. Khá bất thường. Lấy này đi. Chuối 2 rồi, chuối 2 đây. Thêm chế chanh nữa, giờ làm chanh luôn. Rồi chanh đây. Ok. Thành 2. Điều nhẫn cho nó luôn. Lấy thêm nước. Cái năng lượng mình đi đâu hết mẹ nó rồi đó. Rồi được rồi, được rồi, gỗ nhiều quá. Cái con này chưa có, tạm đến đây đi. Không không ăn chơi tranh nữa đâu. Làm mấy quái mới đi. Ba chuối. Để cái trạm y tá nè. Y tế cho nhầm. Này mới nè. Mỗi 3 giây. Cách một tay một qua thờ. Lấy thêm gỗ. Bên này có nước nè, lấy luôn. Chanh. Quái mới mình đâu ta. Đây. Lấy con này. Trạm y tế bỏ cái này vô được không. Nó hẹo luôn rồi. Không bỏ cái gì vô được hết. Ok, chính thức tử vong. Phan chậm lại.
Bây giờ mình có hai cái lưới nè, để chút nữa bắt vài con nữa. Bây giờ sẽ xây cái này, đi núi lửa mua bằng rồi. Ok, đi cái này trước, có cái này rồi, lên núi lửa 4. Cái mang gì nó là ở đâu ta? Hai cái cuộn thép, hai cuộn dây thép, mình cần hai cái đó, cần mới có hai miếng thép. Rồi tăng tốc đi, đây đừng con nữa nè. Này máu trâu để ngoài, này đâm cao để như sau. Ok, đựng gì nó không khát nước rồi hả? Chút nữa mới đi đây được. Rồi thiếu một cục băng, cục băng thì chắc phải đi đây rồi. 80%, boss 30 giây nữa rồi. Bình tĩnh bạn ơi, bắt boss được không ta? Mèo được phí của giời. Ây da, ây da, hồi nãy bắn này nhanh lắm hả? Cho giữ siêu vậy, tốc độ hồi phục nhanh gấp đôi do cái cơ sở dữ liệu đó. Kêu yêu cầu là phải có cây bi hao gì đó, lấy tạm này đi. Còn cái này siêu, phải có mấy con quái đặc biệt mới được. Cái siêu mà gây đau bụng có thể tác động lên được hai con quái một lần. Nói mình ra cái hộp gì nè, đựng con nữa, đựng cây nữa. Mình đi cái băng, lấy cái băng xong rồi đi đây lấy nước. Có cái được cái này, ok. Cầm với chuối nhiều quá nhưng mà thiếu nước hả? Một đống bạn dẻo luôn. Chả biết cái này kiếm sao được. Mình được bao nhiêu miếng sắt quá. Hết rồi, thêm nước. Mình làm được con này như con này. Đây 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 đây. Sao con này nó cần độc nữa? Nói chung là chỉ cần đá. Ôi nó lên xịn hơn cái gì á, hai bạc một đồng nè. Sao con này nó xa xỉ quá vậy? Này gỗ này nước, chắc gắp con thôi. Cây lên, cái này mình có hai củ rồi, thêm củ rồi đi là đủ 3 con. Thêm cái farm land đó, farm nước thôi, chỗ nào vừa có nước vừa có tài nguyên mới là mình farm đó luôn. Chín nước này, ok, chín nước.
chuối. Ok, cây này đi. Ok, hai sao xịn sò. Hết con này rồi, con này thì cần gỗ. Con nào đá không? Đá mình nhiều lắm. Gọi là nhiều chứ sắp hết nữa này. Cái gì chỗ này đi. Thêm một con cây nữa là mình được. Hết nước luôn rồi. Nguyên tố xài cho mấy con nguyên tố. Con này cũng phải nguyên tố hả? Ê à. Bây giờ mình cần một vài con nữa. Làm tiếp đá nữa. Được cái bản vẽ. Vào lại từ từ suy nghĩ. Thiếu một nước. Để cho nó chạy nghe nó ok. Một nước nữa, ba nước. Ba nước, bây giờ mình gấp được một con nữa. Con cây này mình lên hai nè. Cây lên hai rồi. Cái cũ này khó chưa ta? Làm con rồi đó đi. Sao còn cái chanh level 1 đây nữa? Này rồi. Thêm một cái thỏi sắt nữa mình gắp được nguyên cái lò rèn xịn sò luôn. Đây cái bàn làm việc đây, gắp thử này đây. Ok. Bây giờ hàng nào xịn mình để dưới. Thôi để trên đây. Cái gì mà nó rung rung màn hình không vậy? Bắt mấy này lại thôi. Bữa nãy mình nhớ mình luyện được con nó đâu ta? Ít mấy hai sao nhóc trên nào. Từ từ ngừng cái, ngừng cái. Cái bàn workbench này là phải có tài nguyên là mấy con đó mới được. À hình như giờ lúc này gáp được nào. Này là cái gì? Này Goblin Chimera level 3. Goblin Chimera. Sao gấp con đường này? Được rồi nè. Nhưng mà phải hai con Goblin nữa. Vậy là mình mới dùng cái lưới này bắt thêm một lứa nữa. Ok hiểu. Đừng 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 từ 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 từ. Nguyên tố đất dòng nguyên tố chả biết là gì không lấy đổi đi. Được rồi nào. Goblin 2 sao một con.
Yêu cầu cái khiêu gió chuối là con này. Này element. Game gì gói quá. Acid, đau bụng, vàng. Cắn xé. Không được, phải cùng hệ mới được. Cái năng lượng của mình đi đâu hết mẹ rồi, còn 3 năng lượng. Đi farm nước. 4 nước luôn. Làm con nữa. Bây giờ mình làm mấy con đất hơi bị nhiều. Con lửa này thì phải có quặng. Quặng nhiều lắm mà ta. Cho con này lên 3 sao đã. Cây này mình được 3 cây nữa nè. Đã lên được level 2 nữa. Thử luôn. Mình chưa có con Gobo nào hết nên là chưa làm được. Để đây. Máy ấp trứng mà trứng nuôi à? Một cái miếng thủy tinh. Siêu máy tính. Chưa có cái món nào cả. Bây giờ nhiệm vụ mình gáp cái bộ mà máy hơi nước nè. Là cần một cái ba be rồi đó. Nước vào cái lò nung. Bỏ nước vào cái lò nung. Là tạo ra hơi nước. À nó đây lũ đạn còn cuộn chuột qua nữa. Đó giờ mới biết, thông cảm. Có nhiều nước đi làm thú vậy mà. Ủa mình thách lưới vậy. Mấy con nguyên tố bắt đầu nó mạnh rồi đó, bắn hết thấm rồi đó. Chuẩn bị có boss ra quá. Đám mây của mình thôi à, đây nè. Thiếu một cuộn dây sắt. Cuộn dây sắt này cần cái thỏi sắt. Cái thỏi sắt này cần phải tạo ra từ cái này. Mình vẫn còn rất là nhiều quặng. Đây. Rồi giờ chế tạo mấy con chanh dây này phí lắm. Chuối gì có thể lên 3 được á. Hai con này đều 6 món đồ. Cho con chuối lên luôn ta. Con chuối nữa thì nó lên được level 3 sao luôn. Con này bắt đầu mất máu rồi.
Ủa mặt trời sao mới có hai con vậy? Con này phải có Q10, Q10 là do con cây này. Ok. Con này element nè, mà sao nó không đeo được? Ok, tạo một dây nữa, chế được cái máy hơi nước rồi. Rồi, ok. Rồi, nó ra con này 2 sao nữa. Chuyện tiếng rồi đó. Game này thời gian cho nhanh như chó chạy ngoài đồng. Sao không chế chứa được nữa? Có trứng rồi nào. Hết nước không? Một chuối nữa. Chuối này mình cho nó lên 3 sao luôn. Có hai ngày khác nhau à. Cái mới cho mới. Cái mới quái vật mà thất thủ hồi 40 máu. Được. Còn một con này các bạn ơi. Siêu chuối. Siêu chuối luôn, đeo luôn. Một con, hai con. Thiếu một con nấm nữa. Hết cái hạt rồi. Phan cái hộp này thì lên được cái con này. Đó, thêm nước. Cho bé này ăn không được. Ủa nó ăn nó ra cức nào. 32. Năng này kìa. Chứ thải của chi mega lựu đạn nhà nó năng này á. Bây giờ mình có 8 nước, lấy một nước đi 10 nước. 10 nước mình cho cây này. Cái củ của tỏi này lên level 3. Tức là 4 củ nữa. Sao cái nhà này nghĩ chạy rồi đó. Ừ hết quặng luôn rồi. Hồi phục 1 HP. Đây con này đóng kill luôn nào. Con này cho trái chanh cũng được. Chanh 1 sao nó lại đeo được cái món đó. Hai con này ra được cái con cú lùng này lên 3 sao.
bắt gà rồi, hai mấy gì nữa nhanh tâm. Đợt này không biết qua được con boss 2 đâu. Có lưới, có lưới. Ok. Ủa sao mới 261 à? À nè, ba sao? Thôi chết rồi, rớt ngón rồi. Mày đeo được luôn đi. Trời, nó mạnh kìa. Rồi bay màu một lọt luôn. Thì nó chết rồi, nó chết rồi. Đam cận chiến cộng 3. Rồi mới xong cái hướng dẫn cơ bản đầu tiên rồi, giờ nó qua đóng hướng dẫn này. Trần thổ phá thôi chết rồi, con này của mình về cấp cứu. Đánh đi cái gì mình máy vòm lắm. Gì nhẫn gì thợ săn rồng 60% đam vô boss. Trời ơi, một đống nước mà không đủ. Có chiếc máy tính rồi nè. Bây giờ lọ này cutter với chuối cầm được á, cái hộp đậu cầm được. Nhìn cái đống này gói quá. Máu này 56 lần vô đây dị thường đi. Vài giây thôi đó nhiêu. Rồi ok. Bây giờ gỗ mình dán ép mình đây, làm thêm này đi. Mình có thể giờ dùng nước để tạo ra điện. Con này đang tạo cái gì đây? Củ ấu nè, lỡ tạo đi. Không xài được hết ta. Gấp thêm mấy cái nhà. Nhà này chưa có nè, gấp đi. Thank you.
Nhà này chắc nó nhanh hơn cái nhà bên này. Ấy. Level 7 hả? Vậy là hai con nữa nó mới lên được 9. Hai con cây này nữa, giờ mình hết này rồi. Ở đâu mình còn đó mình chỉ hết nước thôi. Đi farm nước tiếp 6 nước là đủ. Rồi ok. Nó làm rất là nhanh luôn. Bây giờ quá nhiều nhà, tôi hết biết nhà nào là nhà nào. Này sản xuất đến trái đây. Này chuyển hóa đến đây. Này điện. Mình còn 6 gỗ nữa. Là tạo được hai con cây nữa là lên có 3 sao thôi. Con thổ này lên rồi, con quả này thiếu nè. Quả này cần lửa thôi à. Cancel đi. Tí nữa mình vô rừng. Giờ vô rừng luôn lấy gỗ. Đầy đủ luôn nè. Bây giờ mình còn chanh với chuối. Cái này cái gì nữa đây? Đây là mình nạc tiêu. Đây là cái này. The Chain of God. Thủy tinh. Quanh đây chưa được luôn. Chưa luôn. Map trứng này à. Vừa map mình có 4 cái nè. Ngon. Bây giờ chế tạo là gương. Gương chắc đi từ cái này. Đây. Gương thì cần phải có cát. Mình tắt điện hả? Có nước mới có điện. Cái đống này cho biết làm gì luôn. Rồi thêm chủng quái mới thôi. Nhà này nói vô mà nó không tự động vô ta. À, nó không có điện. Từ từ. Hai điện mình lấy được một khác nữa. Bây giờ làm gương thủy tinh. Rồi ok. Mười phần trăm bắt. Cách trình này vô mà cái con rất cát không còn nào có kêu đó ta. Kêu hát chết nãy tôi nhớ có con có kêu đó. Đây là đây nè, con như cái đậu chứ hả. Mình có hạt giống đây cho nó lên thai luôn. Đi lấy 6 nước đó, cái sa mạc đó đi.
rồi, được rồi. Làm nhiều quá rồi. Rồi, tiếp theo mình đi lấy nốt. Gắp được cái máy gắp trứng này. Mày bắn hụt không như không nổi. Chú dẫn thường đi cưng. Rồi mình đi lấy nước đó. Làm con này. Làm tiếp con nữa. Ok. Element. Được con lửa này. Có 10 máu à, cái hộp đậu này nó còn 16 máu nữa. Dưỡng thương, dưỡng thương. Này dưa dưỡng luôn. Chúng ta được một hộp đậu nữa nè. 3 hộp đậu thì đủ luôn. Ba với ba là sáu, thì một con nó mới lên chín được. Tí nó đi tính. Một cục đồng, hai bạc, ba đá. Rồi cái máy hát chết đây nè. Năm con sâu. Đáng lẽ ba con sâu mới đúng chứ. Hát lửa, hát lửa. Này sao nó nhiều quá vậy ta? Ủa gà mấy con sâu làm cái gì? Ôi vãi. Nhưng mà nó đéo có công. Nó đéo làm được gì luôn. Đó, tiếp đi. Mình cần hai con lửa nữa là lên được. Chín luôn nè. Rồi đây, lấy cây thêm. Chín lửa, 11 lửa. Con nào dưỡng thương không? Ủa? Con 3 con 6 mà sao không được? À con Phai với con God. Lũ đạn nhà nó. Từ đã, bây giờ làm gì tiếp giờ? Cửa sắt để nằm méo vậy. Game này nó nhiều thứ quá. Ô. Oh. Q yêu cầu có là gỗ. Nên là mình có. Thử cái này, cái này không biết là gì. Nào cũng đồ sung túc bây giờ nè.
mà nó bắn ra một mình vậy ta? Đây con này đặt nó vô giữa. Còn nào máu trâu hơn không? Không. Bắt thử mang này về. Một đống rác luôn. File, file luôn nào. Một con nữa nó lên, con nó lên level 9. Gỗ mình còn 10. 25 chắc đủ rồi. Rồi tạm ngưng đi. Thiếu đậu. Nãy nhớ con đậu lên level 2 mà ta. Ngày 3 sao luôn nữa. Đó ngon. Gắn được cái gì nữa không? Nhìn cái đống này như cái đống thùi nùi vậy trời. Có trứng một, trứng một ấp chi. Trả có cái nào luôn. Element. Gì, cái này là quái gì đây? What? Không, lửa đủ rồi, lửa đủ rồi. Nghỉ đi, nghỉ đi. Con này tốn tiền phết đấy chứ. Con lòi con mắt nó ra được cái quặng. Còn ba quặng gì không ạ? Cái nhà nãy mình ghép là nhà nào vậy? Nhà này á. Lại hai con này nó ra con này. Dĩ hổm gì nữa. Nhanh lên. Coi thử đây. Đây ra nè. Ra đựng con nữa hả? Này mạnh bả vậy? Ra tới bao nhiêu con lận? Rồi boss sắp ra rồi. Ra được hai con. Ủa ra nữa nè. À chỉ cần cái phôi thôi, còn lại thịt lúc nào cũng có cho nó. Ca vãi đái rồi. Nói không? Mày 45 máu rồi.
thôi nhẹ nhàng luôn. Cho chuối lên tăng luôn. Bắn hụt không mấy ông. Nhắm kỹ vô. Ok. Tăng vô đam vô quái biến dị. Này nó cứ làm hoài với nó ngon quá vậy. Rồi cái mình mới lụm được rồi. Cái gì đó mới. Chả biết nó là gì luôn. Không xài được. Chỉ cho mấy con hệ thực vật thôi. Cái cùi đó là của con này á. Củ ấu này ba sao rồi. Phai đủ rồi cho nó vô con gót đi. Đoan. Ngăn hay sao nè. Ba đợt nữa có ba sao nè. Cái phôi này cũng ngon quá nha. Hai con nữa đủ. Chỉ tốn thịt thôi, không tốn cái gì nữa chứ. Quá nhiều thịt luôn. Cái hạt này là của con gì? Con đậu này đi lấy nước. Thêm con có đủ đó. Con nữa mình like qua cái giống mới. Vậy là mới mốt chơi lại thì quăng lưới tính kỹ kỹ đấy. Băng đạn hả? Tăng tầm đánh 12%. Ủa mấy cái đồ kia đâu? Nãy mình cho nó cầm nhiều đồ lắm mà ta. Gà con quỷ này. Ba mươi trăm cơ hội né đồ tấn công đó. Mấy này vô không được hả? Sâu vô được không? Xích để làm gì? Bây giờ ba thịt thì 93, 27 rồi mình lên được con ba sao này nữa. Cũng vậy à. Con mới đi. Con này nhìn ngầu lòi hơn. Kệ chi mega rồi. Cái lưới quăng bắt nó vừa ngon đó. Giờ mình rất cần nó luôn. Đậu nè. Con nó lên 2 rồi. Đi cảnh sát đây. Cảnh sát luôn. Cảnh sát luôn. Đậu lên 2. Đậu lên 2 ra được 6. Đậu đó. Bắt. Dính gì? 1-3 đi. Không kèo. Xây thêm cái nhà này nữa, nhà này ngon quá. Nhưng mà thịt ăn đóng luôn rồi. Xây tiếp. Nó là cái nhà này phải không? Thiếu một cái cuộn dây thép thì làm nhanh thôi. Đuối quá.
cuộn thép làm nữ nhà nào. Đây là cái gì đây? Mũi cuộn thép làm nữ nhà nào quên mẹ rồi. Ủa? Okay, vậy? Dĩ hổm mấy lông. Méo đều được luôn. Nổ rồi. Yêu cầu là thực vật mới được thì đậu. Ra nghỉ chạy rồi. Ba mươi lăm máu con này nãy lai rồi, mình đang lai con này á, ngày hai sau rồi. Người đi cấp cứu đi. Goblin đứng. Thêm hai con nữa là đủ. Một con. Rồi mà bốn rồi. Hai con nữa lên rồi mà sáu. Bà lụ đạn cái nhà này làm cái ống dây. Để là bấm nét qua mà không để ý. Biết là mù rồi. Còn nữa. Bảy mươi lăm máu. Nhà này có nó nghĩ làm mấy con đó rồi đó. À mình còn thiếu 3, 4. Mình chết là những con nào hệ trái cây mới đeo được cái này. Bây giờ con đậu này 7 rồi. Mình còn 9 nước. 8 nước. Xong này cái nữa đây rồi, ok quỷ bốn chục máu ghép như thế này thì 40 36 hồi một máu mới ba quân địch bị khiêu, nhưng mà đam có 6 tầm đánh có 1 à. Không
xăm 1 ô, dặm 1 ô và gây 1 đam 40 máu, con này tăng được. Không với 5 tuần, không với 5 giây để lùi 1 ô. Không, biến dị gì nó mạnh hơn rất là nhiều. Lai hai con đột biến với nhau thì mạnh hơn rất nhiều. Này giống con này lai rồi rồi. Con này thì dị hổm vãi đấy. Con này sao chưa lên nữa? 6 à? Thiếu 3 con nữa mới lên. Kệ đi. Cú đậu đây, hai cú đậu đây, một cú đậu thứ ba nữa là đủ, nó cần một nước nữa. Ok, có đậu đủ rồi, đủ rồi, quyến đi, chuyển qua cú ấu này, thêm cú nữa được không? Không. Cũ nữa đủ lên 2 rồi. Level 3 đó. 6 con nữa là lên. Ok. Ăn bây giờ mình làm gì nữa chứ? Hệ thống tản nhiệt là một miếng đồng, hai miếng đồng với hai nước nữa. Hai miếng đồng. Cái miếng đồng là đi từ cái nhà nào? Nhà này. Lấy hai nước ở đây. Quỷ đi. Miếng đồng nữa. Thì có cái gà quái mạnh hơn nữa mà. Ngon. Cái siêu ca vơm bọn sông nốt khiêu dẫm nào được và sao đâu đây chạy thử cái này không biết nó là gì. Mặt trời nó liên quan cho lắm. Bây giờ ra mấy con chip rồi, bây giờ hết máu vậy. Thốn nha.
bắt đầu đánh hết tấm rồi đó, đó dạng tăng của mình bắt đầu yếu nhất rồi. Giờ con nó lên ra sau ơi. Rồi. Ủa? Xuống chưa được 36. Từ đó. À đây, nó còn rớt nữa. Tiếp theo chúng ta đưa con này lên 3 sao. Con vàng vàng. Nó không, con đó với con này chứ. Đây. Ờ cái hát cái phản nhiệt đưa may vô hả, may gì phải có nước, nước nó trong cái nhà này phải không? Ủa nước chế tạo được cái gì, băng băng ra nước chỉ mốt mình đi băng luôn, băng đi lần hai rồi bạn giờ mới. Mình mà tiêu gỗ cái củ đậu á, củ đậu gắn đựng này nè, 3 sao 22 vui hết rồi, đưa cái con gon này lên 3 sao ấy. Không đủ tài nguyên. Không lẽ nuôi chanh này lên 3 nữa. Bây giờ quái nó ra nhiều quá. Nổi thốn thốn nè. Trời ơi. Ăn 3 sao mà bắt đầu chịu không nổi. Lửa đây. Từ đá hả? Từ đá thì con này mình cây thuộc tính cây, tính axit, không còn con nào để gắn hả? Chết quá trời. Chữa nhanh đi gì vậy ơi. Đó, mình tiếp chuyện rồi, thằng này máu nhiều quá. Bây giờ chưa xét hả? Ấy dạ. Khoan khoan khoan, cái con đó của mình nó quăng đâu rồi? À đây nè. Để thử được. Rồi thắng luôn kìa.
mình nên đọc được cái món này. Ủa anh đốc được cái này thì nó đẩy một đống năng lượng quá ngon rồi. Cái này tôi nghĩ là tạo cái đội quân Gobo 1.000 điểm. Tăng xong cái này đi. Cái này là cái gì? Chờ đợi không khí. Không dài. Xóa cái đó thì sẽ hồi được thêm một tí tài nguyên. Năng lượng tiêu thụ cho tất cả công trình giảm 5%. Khi mà quái vật bị dính đam thì tỷ lệ chết 1 HP gì đó. Khi mà co bị tách không có đâu, thắng luôn. Khăn như chục máu cho cái tội hy chính. Tất cả các phái thêm tỷ lệ né tránh 1.000 điểm. Mỗi những trang bị thì sẽ hồi được 3 máu sau đó. Ông tăng mấy điểm đầu thôi. Mấy điểm đầu nó nhẹ hiệu quả có mấy chục điểm à. Tám chục điểm à. Cái cuối tới ngàn lận. Giao thương với ship cộng 4, 1.000 yêu cầu một cái điểm đỏ nữa, mình chưa có điểm đỏ này không biết đâu ra. Từ từ tính, game này còn nhiều thứ để suy nghĩ lắm. Vậy mình xài hết cái điểm xanh này thôi. Giờ coi điểm nào quan trọng nè. Này ngon nè. Rồi ok. Rồi, hôm nay chơi đến đây rồi. Ok, bye bye anh em. Game này cũng rất là ổn nha, rất là nhiều thứ để khám phá luôn. Thậm chí là mới chơi được cái tí tẹo, God luôn rồi, God luôn. Chamber là cái đền thờ, ngủ cái nhà thờ vậy, nhà thờ. Chưa có mở được cái nào hết trơn. Nói chung là chỉ mới win cái cơ bản nhất của game thôi. Mấy cái đống biến dị nữa nè. Hơi bị khó hiểu một tí. Đây, Mecha đây. Amon Core 6 đây. Và một máu bốn mấy năm mấy rồi bye bye anh em.